Chào tất cả các em. Các em thân mến, video bài giảng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với văn bản thứ ba uh, trong bài 3 trong chương trình ngữ văn lớp 9 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Một văn bản kết nối với chủ điểm tự tình của tác giả Hồ Xuân Hương kết nối với chủ điểm Hồ Nước Nam nằm trong tiếng mẹ cha ở bài này trong bài số 3 này thì văn bản 1 và văn bản 2 thì các em đã được tìm hiểu các cái chuyện thơ nôm như là Kim Kiều gặp gỡ hay là Lục Vân Tiên đánh cướp cứu cứu Việt Nga và trong hai văn bản văn bản 1 và văn bản 2 thì chúng ta cũng đã thấy được cái hồn thiêng của đất nước được thể hiện thông qua một thể thơ được viết bằng chữ nôm. Và cũng trong bài số 3 này thì các em cũng đã từng được ôn lại nhớ lại những đơn vị kiến thức tiếng Việt về chữ nôm, về chữ quốc ngữ đặc biệt nhất là chữ nôm một bản sắc văn hóa của dân tộc đó cũng chính là những cốt lõi những cái giá trị truyền thống mà chúng ta cũng cần phải lưu giữ hôm nay chúng ta sẽ cùng sang văn bản thứ ba đó là bài thơ tự tình của Hồ Xuân Hương tại sao văn bản này lại kết nối với chủ điểm thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu vào một la mã là tìm hiểu chung Đọc và chủ thích, Kem sẽ chủ động đọc một bài thơ rất là ngắn gọn. Tự tình bài 2 thì có nghĩa là Hồ Xuân Hương có tự tình bài 1 và tự tình bài 3 Kem ạ. Tiếng gà vắc vẳng gáy trên bom, oán hận trong da mọi tròn, mõ thảm không khua mà cũng cấp, chuông sầu chẳng đánh cớ sao om. Trước nghe những tiếng thêm dầu dĩ, sau giận vì duyên để mõ mòm. Tài tử văn nhân ai đó tá thân này đâu đã chịu già to. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về tác giả, trả lời cho cô các câu hỏi trong phiếu học tập về tiểu sử, các tác phẩm tiêu biểu, về phong cách sáng tác và chúng ta sẽ nhận xét về tác giả Hồ Xuân Hương. Văn bản này chúng ta chỉ được học trong vòng có một tiết thôi. Bởi vậy mà những cái nội dung này các thầy cô có thể giao cho kem em về nhà chuẩn bị ở nhà để trên lớp kem em trình bày và báo cáo một cách ngắn gọn nhất. Hồ Xuân Hương sinh năm 1772, mất năm 1822, quê ở Nghệ An là thiên tài kỳ nữ nhưng cuộc đời lại gặp nhiều bất hạnh. Là thiên tài kỳ nữ tức là một cô con gái rất là xinh đẹp và có rất nhiều tài đa tài. Thế nhưng cuộc đời lại gặp rất nhiều bất hạnh. Sự nghiệp sáng tác, sáng tác cả chữ hán và chữ nôm và các tập thơ nổi tiếng của bà như là Lưu Hương ký, Hương Đình của Nguyệt Thi tập vân vân đấy. Và các em có thể thấy là phong cách thơ thì vừa thanh và vừa tục. Vừa thanh vừa tục có nghĩa là vừa cũng rất là trong sáng nhưng ẩn đằng sau câu chữ sâu xa thì đôi khi thơ của Xuân Hương cũng có những nét tục tức là nó rất gần gũi với đời thường và bà được mệnh danh là bà chủ thương nôm à, nếu như mà các em đọc tiểu sử của hồ xuân hương thì các em thấy là đúng là một cuộc đời chôn chuyên vất vả và gặp nhiều bất hạnh đã từng ba đời chồng thế nhưng cuối cùng thì à, cuối cùng thì duyên phận của bà vẫn chưa phải là là kết thúc đấy các em có thể thấy một người phụ nữ mà ừ, có những lúc thì được lấy vừa làm vợ chính là vợ cả nhưng có những lúc phải làm bực lẽ chịu gặp rất nhiều bất công rất nhiều oan trái bởi vậy mà trong thơ của Xuân Hương luôn luôn cất lên tiếng nói để bảo vệ để binh vực và cảm thông cho số phận của người phụ nữ kem ạ sau phần 2 là phần khám phá văn bản kem à, biết là đây là một bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật khi đọc một bài thơ thất ngôn bát cú thì kem cần phải xác định được bố cục niêm vần nhịp Chú ý được nghệ thuật đối, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình. Chú ý đến tình cảm, mạch cảm xúc, chủ đề, cảm hứng chủ đạo của người viết được hiện qua bài thơ. Những đơn vị kiến thức này chúng ta đã được học ở lớp 8 rồi. Và ở đây thì với một văn bản với vai trò là kết nối chủ điểm thì chúng ta sẽ chỉ ra được cái nét cái, cái nét đặc biệt, cái cốt cách, cái giá trị, cái bản sắc ở trong văn bản này còn về niêm về vần về nhịp thì kem sẽ tự xác định kem lưu ý và nó kem đã tự xác định bởi vì là thể thơ này thì kem đã được học ở lớp 8 rồi ở đây trước hết cô sẽ tìm hiểu về thể thơ đề tài và bố cục tìm hiểu một nét rất là cơ bản xác định thể thơ đề tài và bố cục của bài thơ kem biết là bài thơ được làm theo thể thơ thất ngôn bắt cú đường luật một bài thơ có 8 câu và mỗi câu có 7 chữ đề tài là người phụ nữ còn nhịp vần đối thì các em sẽ à, tự làm phần này cô đã giao nhiệm vụ là các em có thể tự làm quay trở lại cái kiến thức của lớp 8, cô đã dạy cái phần à, thể thơ thất ngôn bác cú đường luật rất là cẩn thận về thanh về à, về luật về vần về nhịp vân vân ở bài thơ này thì thường tuân theo bố cục đó là hai câu đầu hay còn gọi hai câu đề hai câu thực là câu ba bốn hai câu luận là câu năm sáu và hai câu kết là hai câu cuối tức là một bài thơ tuân theo bộ cục này ngoài ra thì bài thơ tự tình áp dụng với bài thơ tự tình hồ xuân hương thì cũng có thể phân tích là sáu hai em thấy như vậy đối với bài thơ thất ngôn bắt của đường luật có hai cách để phân tích bộ cục một là đề thực luận kết hai là phân tích sáu câu đầu và hai câu cuối Đấy là hai cách phân tích phổ quát nhất. Còn tất nhiên là cũng tùy từng nội dung từng bài. Có những bài thì phân tích bốn câu đầu và bốn câu cuối. Thế nhưng cơ bản nhất vẫn là cách một và cách hai khi chúng ta phân tích. Chúng ta sang phần 2 là tâm trạng của nhân vật trữ tình. Nhân vật trữ tình ở đây à, có cũng có thể đó là hóa thân của tác giả. Đấy, cũng có thể là sự hóa thân của tác giả. Và cũng có thể là một nhân vật khác. Bởi vậy đây chúng ta phải gọi cụm từ đó là nhân vật trữ tình. Các câu trả lời để chúng ta sẽ cùng thảo luận. Thứ nhất, tìm những từ chỉ thời gian, âm thanh và tâm trạng hành động nhân vật trữ tình trong hai câu thơ đầu. Xác định nghệ thuật được sử dụng trong hai câu đều. Qua đó em có nhận xét gì về tâm trạng hoàn cảnh của nhân vật trữ tình? Hệ thống câu hỏi số 2. Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thực. Và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó. Xác định từ ngữ chỉ tâm trạng của nhân vật trữ tình trong hai câu luận. Nguyên vì sao lại có tâm trạng đó và nhận xét tâm trạng của nhân vật trữ tình trong thể được thể hiện qua hai câu thực và hai câu luận. Như vậy thì với phía học tập này thì các em có biết là cô vừa phân tích đề thực luận kết nhưng cũng vừa kết hợp phân tích sáu câu đầu và hai câu cuối các em thấy. Chúng ta sẽ lần lượt trả lời. Thứ nhất là hai câu đề tiếng gà văng vẳng gáy trên bom oán hận trong da khắp mọi trò thứ nhất là trong hai câu này đã mở ra một thời gian thời gian là đêm khuya gà gáy văng vẳng ở trên bom gáy văng vẳng tức là đêm khuya đêm khuya các em ạ gần sáng rồi âm thanh là tiếng gà gáy văng vẳng tiếng gà gáy văng vẳng là tiếng gà gáy từ xa từ xa vọng lại như vậy đủ để thấy được là người nhân vật trữ tình này trong một cái trạng thái không ngủ được. Và chính vì không ngủ được nên nghe rõ cái tiếng văng vẳng của tiếng gà. Nghe rõ được âm thanh văng vẳng của tiếng gà. Đó là một không gian yên tĩnh, thắng vẻ và cô đơn càng nghe rõ tiếng gà càng chứng tỏ không gian vô cùng yên tĩnh nghệ thuật lấy động tả tĩnh đấy phải không nào một nghệ thuật rất là đặc sắc trong thơ uh, thất ngôn bắt cú Đường Luật mà các em đã học rồi để tâm trạng của nhân vật trữ tình oán hận oán hận trong da khắp mọi trò oán hận buồn uất hành động từ cái tâm trạng oán hận đó mà nhân vật trữ tình có hành động đó là trông ra nhìn ra hướng ra bên ngoài hướng ra bên ngoài để tìm một cái gì đó làm thay đổi cái cuộc đời thực tại hy vọng một điều gì đó có thể thay đổi cái thực tại và rõ ràng cái hành động trong da ấy nó chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm suy tư buồn bã của người phụ nữ của nhân vật trị tình qua đó chúng ta có thể thấy lấy nghệ thuật lấy động tả tĩnh kết hợp với biện pháp đạo ngữ kem thấy biện pháp đảo ngữ đó là tiếng gà văng vẳng gáy trên bom lẽ ra phải là tiếng gà gáy trên bom văng vẳng thế nhưng đào từ văng vẳng lên đầu cũng chính là nhấn mạnh cái cảm xúc sự oán hận vừa đau khổ vừa phẫn uất như bao trùm lên cảnh vật mở hai câu đề ta đã cảm nhận tâm trạng của nhân vật trữ tình như vậy thế vậy thì vì sao mà nhân vật lại có tâm trạng đó vì chúng ta sẽ tìm hiểu qua hai câu tiếp theo Mõ thảm không khua mà cũng có chuông sầu không đánh chớ cớ sao ông Mõ thảm, cái mõ ấy, Cái mõ và cái chuông Thực chất nó là cái mõ và cái chuông Cái mõ mà những người tụng kinh Người ta thường hay gõ mõ đấy Đấy, thế thì ở đây em thấy này Ở đây tác giả sử dụng nghệ thuật nhân hóa Mõ thảm Chuông sầu thảm, sầu là những từ ngữ dùng để chỉ đặc điểm hoạt động tính chất của con người. Nhưng giờ đây được dùng để chỉ cho vật do đó, đó chính là nghệ thuật nhân hóa. Thứ hai là các từ ngữ tương phản. Các em nhìn thấy, không mà cũng, không khua mà cũng, không đánh cớ sao. Nó luôn luôn tương phản với nhau. Các từ mô phỏng âm thanh, cốc, om. Đấy, cốc, om. Các em thấy, thông qua những từ ngữ này làm nổi bật cái tâm trạng đau buồn sầu hận nó đang trào dâng lớp lớp trong tâm hồn của nhân vật trữ tình cái tâm trạng đó nó như nhuốm vào cảnh vật nó lan tỏa ra không gian nó thấm vào các cảnh vật xung quanh bởi vậy mà những vật vô tri giống như mõ giống như chuông mà cũng thả, cũng sầu cũng cốc cũng o đấy cái nỗi thảm sầu của nhân vật trữ tình ấy, muốn quên đi tất cả muốn bỏ đi tất cả không chạm tới không nhắc tới thế nhưng nó vẫn cứ kêu lên nó vẫn cứ văng vặt nó cứ vẫn cứ ai hay thế vậy thì nỗi đau buồn gì đấy mà ghê vậy nhà thơ đau gì buồn gì à, nhớ về cuộc đời của nhà thơ ngay từ ban đầu thì cô đã nói à, một người tài nữ tài nghệ Đấy, kỳ nữ rất là đẹp thế nhưng mà đời lại rất là bấp bênh ba đời chồng trong đó có những lần thì phải làm lễ rất chua chát một người phụ nữ rất là đẹp và tài ba thế nhưng phải lấy làm lễ lấy làm lễ để rồi cả ba đời chồng đó đều bỏ cô mà đi vậy thì nhân vật trữ tình ở trong trong bài thơ này phải chắc là sự hóa thân của tác giả phải chăng là sự hóa thân vậy nguyên cứ vì sao mà nhân vật lại cảm thấy đau buồn đến thế trước nghe những tiếng thêm dầu dĩ sau giận vì duyên để mõm mòm em thấy mõm mòm dầu dĩ sao lại trước nghe những tiếng thêm dầu dĩ mõm mòm và dầu dĩ cười tả cái gì có thể thấy là ở đây á gợi tả một cái tâm trạng rồng rĩ chán trường mệt mỏi chịu nặng là choáng ngược ở tâm hồn căn nguyên của cái tâm trạng đó đó là duyên phận lỡ là duyên để mõm mòm mõm mòm là từ gợi tả một cái trái chín mà nó đã sắp úa tàn nó rơi rụng rồi thì giờ đây cái từ mõm mòm đó dùng để miêu tả duyên của nhân vật chữ tình duyên ở đây đó là duyên tình vợ chồng Đấy, duyên phận, duyên số Thế vậy thì duyên phận của nhân vật trữ tình ở trong bài thơ này Nó giống như là một cái trái úa sắp tàn, sắp rơi rộng rồi Đã thế lại còn bị bùa vây bởi tiếng Cái chữ tiếng ở trong trong câu thơ ấy, Bị bùa vây bởi miệng thế, bởi tiếng đổi cay nghiệt Đấy, bởi những cái lời bàn tán rất là éo le chớ trêu nhiệt ngã của thân phận đàn bà em có thể thấy một người phụ nữ đấy duyên để mõm mò duyên để mõm mò đã thế lại còn bị mang tiếng đã thế lại còn bị bàn tán bị bùa vây bị sống trong cái những lời bàn tán xì xào bàn tán xì xào của miệng đời của thế gian đó quả thực là rất là cay nghiệt éo lê và chữ treo chúng ta cứ nhìn thấy hình như đã có sự hóa thân của tác giả vào trong bài thơ rồi phải không nào và qua đó ta có thể thấy được cái tâm trạng oán hận vì số phận hầm hiu duyên tình lỡ làng tuổi trẻ thì tàn vai một người phụ nữ có một cái trái tim khao khát yêu thương thế nhưng mà duyên tình lại long đong lận đận lỡ làng cái mặt qua sáu câu thơ đầu chúng ta có thể thấy sáu câu thơ đầu khắc họa tâm trạng cô đơn sầu tụt căm giận của người phụ nữ khi duyên phận lỡ làng. Qua đó Hồ Xuân Hương thể hiện sự thấu hiểu, đồng cảm với thân phận người phụ nữ. Thế vậy căm giận ở đây là căm giận cái gì? Căm giận xã hội phong kiến, căm giận cái sự bất công, căm giận cái xã hội trọng nam khinh nữ. Bởi vậy mà người phụ nữ không có quyền nói lên cái tiếng nói yêu thương, không có quyền được lựa chọn cái tình yêu đích thực cho mình. Đó chính là cái sự căm giận cái mặt. ra sang hai câu kết. Tài tử văn nhân ai đó tá thân này đâu đã chịu già to. Đọc hai câu cuối lên ta bắt đầu thấy có một cái nhìn hài hướng phải không nào? Câu thơ đã hướng tới đối tượng đó là tài tử văn nhân. Tài tử văn nhân hướng tới những gì tốt đẹp nhất của tâm hồn nữ sĩ. Tài tử văn nhân ai đó tá thân này đâu đã chịu già to. À mặc dù là tuổi già nhưng mà không già đâu ạ. À một nụ cười rất là trẻ trung tinh nghịch hài hước đúng không nhỉ sẵn sẵn sàng thách đố với định mệnh oan nghiệt đấy sẵn sàng thách đố vẫn lạc quan vẫn vui vẻ không chấp nhận số phận áp đặt không chấp nhận à, cái cuộc đời trớ trêu như vậy đấy chính là ở hai câu kết và qua hai câu kết này ta có thể khẳng định được rằng đó là một bản lĩnh là một khát khao yêu đương mãnh liệt của người phụ nữ trong sội xưa ta sang phần 3 là chủ đề. Nếu chủ đề của bài thơ, chủ đề đó giúp em hiểu thêm điều gì về tư tưởng tình cảm của tác giả. Chủ đề của bài thơ, chủ đề là nội dung xuyên suốt từ đầu đến cuối. Chủ đề của bài thơ Tự tình hai đó là số phận bi kịch của người phụ nữ trong sợi phong kiến và khát vọng tình yêu hạnh phúc tha thiết mãnh liệt. Qua đó ta có thể thấy được tình cảm tác giả, thấu hiểu, đồng cảm với thân phận của người phụ nữ mà duyên phận bị lỡ lạc Thứ hai là khẳng định ngợi ca bản lĩnh ý thức về giá trị Về quyền sống bản phụ của họ. Người phụ nữ trong mọi xã hội đều phải được tôn vinh, đều phải được trân trọng, ngợi ca, đều phải được bênh vực, được bảo vệ. Họ có quyền có được tiếng nói, họ có quyền có được tự do yêu đương và cái tiếng nói của Hồ Xuân Hương trong các bài thơ của mình chính là thay cho tất cả những người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa. Và rõ ràng là ngày nay thì cái tiếng nói đó đã trở thành sự thật phải không nào? Đó chính là những nội dung cơ bản ở trong bài thơ tự tình. Ta sang phần 3 là phần tổng kết. Phương diện nghệ thuật. Về ngôn ngữ, bài thơ có cách gieo vần độc đáo. Cả bài thơ gieo vần om vần om vần om để thấy được cái gì nó cũng tối. Cái gì nó cũng ở trong một cái trạng thái hoang mang, tổn độ. Hình ảnh thì nhiều hình ảnh mang tính ẩn dụ, ngụ ý, ví dụ như là mõ thảm hay là chuông sầu hay là tiếng gà văng vặt vân vân giọng điệu của bài thơ vừa sắc xa tha thiết vừa thách thức ngạo nghễ vừa chữ tình vừa cười cợt và trào lộng cái trào lộng ở đây là tự cười mình sử dụng linh hoạt các biện pháp tu từ nhân hóa tương phản đối hay là ẩn dụ vân vân về phương diện nội dung qua bài thơ ta thấy được bản lĩnh của hồ xuân hương được thể hiện qua tâm trạng đầy bi kịch vừa buồn vừa phấn uất trước tình cảnh éo lên Vừa cháy bỏng khao khát là được hạnh phúc đấy là những nghĩa cơ bản về nội dung và nghệ thuật bài học ngày của cô ngày hôm nay đến đây là kết thúc rất cảm ơn các em đã truyền lắng nghe